Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng thuộc đường bê tông, hai ô tô đánh nhau nha, rộng khoảng độ tầm hơn 5 mét nha quý anh chị, thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền khu dân cư nha quý anh chị ha, điện nước đầy đủ nha. Hai sào rưỡi, trong đó là có 300 mét thổ cư nha quý anh chị, đất đỏ ba gian luôn, bên cạnh là vườn cây ăn trái nha. Còn đất mình thì hiện tại đang trồng mì quý anh chị ha. 54 mét mặt tiền, sâu vô là một cạnh 50, phía sau nở hậu ra quý anh chị ha. Chút nữa em quay cái sơ đồ vị trí cho quý anh chị xem. Đối diện mình là vườn tiêu nha quý anh chị. Mà giá là cực rẻ quý anh chị ha. Giá em báo giá là giá chỉ có là chủ báo chỉ có 2 tỷ 3 thôi. Trong đó đã có 300 mét thổ cư nha quý anh chị. 54 mét mặt tiền ha. Cực đẹp luôn. Từ đó đi qua đây nè. Đi sát qua cái mấy cột điện này nha, là đất của mình nha quý anh chị. 54 mét mặt tiền ha. Đây. Đây thẳng vô nè. Trong đất mình là có cái nhà chòi tôn nha quý anh chị. Nhà chòi anh chị có thể làm nghỉ dưỡng các thứ được ha. Hoặc là làm đất này anh chị có thể làm nhà yến được nha quý anh chị. Khu này cũng gần cách cái hồ sông Rây là khoảng độ tầm đường chim bay khoảng độ tầm 500 mét thôi quý anh chị nha, là tới hồ sông Rây ha. Khu vực vòng vòng này em thấy bán kính xa xa khoảng độ tầm 300-400 mét, 200-300 mét là cũng có nhà yến nha quý anh chị. Còn đối diện là vườn tiêu luôn. Mình là có 300 thổ cư rồi, anh chị là xây dựng thoải mái ha, xây dựng tự do quý anh chị ha. Trong đây có căn nhà cấp 4 nè. Bên tay trái mình có căn nhà 4, có nguyên vườn cây ăn trái luôn quý anh chị ha. Đất mình đất đỏ ba gian cực đẹp nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà thích cái miếng này thì cứ liên hệ cho em nha. Sẵn đây em cũng xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì giới thiệu em rao bán khuyến mãi luôn quý anh chị ha. Ở đây là cái sổ nha quý anh chị, 2552 mét vuông, có 300 đất ở, còn lại cái hàng năm khác quý anh chị nha. Nè, vị trí đất ở của mình đó, phía trước là đường ha. Đó, phía sau có mương nước nha quý anh chị, phía sau đất mình là có cái mương nước nữa quý anh chị nha. Đó, rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Đó, bữa nay em làm video ngắn cho tiện anh chị quay, anh chị xem ha. Đó, rút ngắn thời gian. Còn anh chị nào thiện chí thì cứ liên hệ vào cái số điện thoại của em tới em dắt xem trực tiếp đất nha quý anh chị. Đó, giá chỉ có 2 tỷ 3 thôi. Đó, đây là cái vị trí chấm đỏ của mình, còn cách chợ Sơn Bình là khoảng độ tầm chưa đến một cây số là tới chợ Sơn Bình nha quý anh chị. Rồi chợ Sơn Sơn, rồi cách đường Mỹ Xuân Ngoại Giao khoảng độ tầm 500 mét nha. Cách biển Hồ Tràm khoảng độ tầm 30 km nha quý anh chị. Cách thị trấn Ngoại Giao khoảng độ tầm 10 km. Rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Em xin mến chào quý anh chị ha, hẹn anh chị video sớm nhất. Rồi em xin chào quý anh chị nha.